CEO Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Thông tư hướng dẫn hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sắp được ban hành. Vingroup chính thức lấn sân sang bất động sản khu công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư. Thưa quý vị, theo thông tin từ cuộc họp chiều ngày 10 tháng 3 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng chủ trì, Ngân hàng Nhà nước sắp ban hành thông tư hướng dẫn hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây thực sự là thông tin đáng mừng cho các doanh nghiệp thời Covid-19. Cụ thể, thông tư hướng dẫn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước ban hành trong một vài ngày tới. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng yêu cầu các cục, vụ chức năng khẩn trương hoàn thiện dự thảo. Ngân hàng Nhà nước cho biết, mục đích nhằm tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các tổ chức tín dụng phối hợp cùng khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay do tác động của dịch bệnh. Theo dự thảo, doanh nghiệp có thể được cơ cấu nợ tới 90 ngày sau khi nhà nước công bố hết dịch. Ngoài ra, thông tư mới cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh này chấp thuận chủ trương cho công ty cổ phần Vinpearl triển khai thí điểm dịch vụ tàu ngầm, tàu lặn du lịch tham quan Vịnh Nha Trang. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian thí điểm, công ty cổ phần Vinpearl sẽ thường xuyên báo cáo hiệu quả triển khai dịch vụ để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Được biết, mô hình tàu ngầm lần đầu tiên xuất hiện tại Nha Trang, Khánh Hòa với lối thiết kế chân thật nhất, những hình ảnh của chiến trường được tái hiện lại khu du lịch tàu ngầm cùng hàng loạt tàu chiến, tàu biển và máy bay chiến sẽ là địa điểm dự đoán ăn khách nhất trong năm 2020. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, hoạt động du lịch bằng tàu ngầm, tàu lặn sẽ là sản phẩm mới mẻ, độc đáo, góp phần phát triển du lịch địa phương. Phương án hoạt động ít ảnh hưởng đến hiện trạng môi trường tự nhiên do không xây bến cố định và khu vực hoạt động không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy, hàng hải, khu vực bảo tồn nghiêm ngặt của Vịnh Nha Trang. Năm 2019, thị trường bất động sản đã gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, phân khúc bất động sản công nghiệp là điểm sáng trên thị trường và được dự báo sẽ tiếp tục là xu hướng lựa chọn của các nhà đầu tư trong năm 2020. Đúng như dự đoán của các chuyên gia, mới đây Vingroup đã chính thức lấn sân sang bất động sản khu công nghiệp thông qua việc Vinhome nhận chuyển nhượng một phần cổ phần trong công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhome, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này. Với lĩnh vực này, Vinhome kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới trong tương lai. Thông báo của Vinhome nêu rõ, để phục vụ hoạt động kinh doanh, công ty đã nhận chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu của tập đoàn Vingroup trong công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhome. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, công ty trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhome. Theo báo cáo thuyết trình được công bố bởi tập đoàn Vingroup năm 2020, Vinhome sẽ bán tiếp 3 đại dự án và phát triển 3 đại dự án mới tại Hà Nội và Hưng Yên. Tên các dự án mới gồm Vinhome Wonderpark, Vinhome Galaxy Hà Nội và Vinhome Dream City Vĩnh Hưng. Chiến lược bán hàng sẽ được tập trung vào các kênh trực tiếp và trực tuyến nhằm tối ưu hóa hoạt động và cắt giảm chi phí. Ngoài ra, Vinhome còn định hướng mở rộng sang mảng bất động sản khu công nghiệp, kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới trong tương lai. Vinhome cũng cho biết đang tính toán 6 dự án có tiềm năng lợi nhuận tập trung tại thành phố Hải Phòng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 27 cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo nghị quyết số 27 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lấy ý kiến người dân có đất thu hồi. Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định giá đất cụ thể của
loại đất thu hồi tại thời điểm nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 2, điều 74 của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để áp dụng trên địa bàn thành phố, đảm bảo công khai, minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea vừa có công văn số 21/2020 gửi Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo công văn mà Horea tán thành việc cho phép xây dựng căn hộ thương mại có diện tích tối thiểu là 25m2, đồng thời kiến nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh nên chấp thuận dự án có các căn hộ nhỏ này tại các quận, huyện, vùng ven hoặc ngoại thành. Việc tán thành thông tư số 21/2019 do Bộ Xây dựng ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư của Horea xuất phát từ đánh giá tình hình thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Cụ thể theo Horea thì căn hộ nhỏ đáp ứng nhu cầu thực của một bộ phận cư dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, bởi lẽ dân số hiện tại của Thành phố Hồ Chí Minh nếu tính cả người tạm trú ngắn hạn và khách vãng lai lên đến gần 13 triệu người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố chỉ đạt 19,4m2 một người, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Và trong số này có đến 32,8% hộ gia đình, tương đương 839.323 hộ đang sống trong các ngôi nhà, căn hộ thuê, mượn, ở nhờ, chưa có nhà riêng. Bên cạnh đó, Horea cũng đánh giá nhu cầu nhà ở, nhất là căn hộ nhỏ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, công nhân lao động và người nhập cư, kể cả chuyên gia nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Horea kiến nghị nên chấp thuận đầu tư xây dựng các dự án nhà ở chung cư cao tầng có căn hộ nhỏ diện tích tối thiểu 25m2, trong đó tổng số các căn hộ nhỏ dưới 45m2 không được vượt quá 25% tại các vùng quận ven, các huyện ngoại thành, nhất là xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cụm công nghiệp, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho khu vực trung tâm thành phố. Tại buổi làm việc với Sun Group mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thống nhất chủ trương tham gia nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước vào dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và điều chỉnh tốc độ thiết kế lên 120 km/h. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT có tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn, thành viên của Sun Group làm chủ đầu tư. Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được thiết kế dài gần 80 km, rộng 25,25 m, 4 làn xe, vận tốc tối đa là 100 km/h. Tuy nhiên, trên cơ sở thực tế triển khai, tập đoàn Sun Group đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép được điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án, trong đó có việc nâng tốc độ thiết kế từ vận tốc 100 km/h lên 120 km/h. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tham gia nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước vào dự án, điều chỉnh tốc độ thiết kế lên 120 km/h và cập nhật lãi suất theo đúng ý kiến của Bộ Tư pháp và Kiểm toán nhà nước liên quan đến thông tư 88 của Bộ Tài chính ban hành tháng 12 năm 2019 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Dự kiến trong năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Tính đến nay, Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 5.228 ha, trong đó có 8 trên 9 khu công nghiệp được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư đi vào hoạt động. Một khu đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 84,4%. Dự kiến trong năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp Tam Dương 1, khu 2, tổng vốn đầu tư 1.391,8 tỷ đồng, khu công nghiệp Sông Lô 1, tổng vốn đầu tư 1.194 tỷ đồng, khu công nghiệp Sông Lô 2, tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng,
khu công nghiệp Lập Trạch 1, 2, tổng vốn đăng ký 2.700 tỷ đồng, khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, tổng vốn đầu tư 47,75 triệu đô la Mỹ và khu công nghiệp Bình Xuyên 2 giai đoạn 2, tổng vốn đăng ký 18 triệu đô la Mỹ. Ước tính đến hết năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ có 15 khu công nghiệp được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích trên 3.000 ha. Thưa quý vị, dự án trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế tại huyện Quảng Xương được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương và cấp 50.000 m2 đất để xây dựng, nhưng suốt gần 10 năm qua, dự án này vẫn dậm chân tại chỗ. Dự án trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế tại xã Quảng Tân, nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương vào năm 2014 cho công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Thái Thành, người đại diện pháp luật là ông Đới Sĩ Thiệp làm chủ đầu tư trên khu đất có diện tích 50.000 m2. Đây được xem như một dự án lớn hứa hẹn sẽ tạo cho Thanh Hóa một nguồn nhân lực dồi dào về y tế có trình độ tay nghề cao. Tuy nhiên, từ khi dự án được chấp nhận chủ trương đến nay, lợi ích từ dự án chưa thấy đâu, nhưng hệ lụy mà dự án mang lại đã hiện rõ. Hàng chục mét vuông đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi, người nông dân lâm vào cảnh thiếu đất sản xuất trong khi đất bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên. Ông Mai Khả Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cho biết, sau nhiều lần gia hạn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý của dự án, thì đến năm 2018, dự án đã được cấp phép xây dựng. Sau khi được cấp phép, công ty Sơn Thái Thành cho máy móc, thiết bị thi công rầm rộ được một thời gian ngắn với nhiều hạng mục rồi dừng hẳn. Việc làm này khiến cho cả công trình luôn nằm trong tình trạng nham nhở và chính quyền cũng như người dân địa phương vô cùng bức xúc. Được biết, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, tức là từ sau ngày được cấp phép xây dựng, các hoạt động xây dựng của chủ đầu tư tạm dừng không rõ lý do. Huyện Quảng Xương đã gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ nguyên nhân việc tạm dừng thi công, nhưng đến nay huyện vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía chủ đầu tư. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần tập đoàn CEO. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!